Ngọc Thủy hân hạnh kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Philadelphia. Chúng tôi cập nhật hàng ngày trên đài VTV và sau đây là phần tin chi tiết. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết giá xăng vẫn cao tại nhiều nơi ở Philadelphia. Hôm nay, Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm, chỉ còn dưới 4 Mỹ Kim một gallon. Bản tường trình về giá xăng của AAA ghi nhận rằng giá 1 lít xăng bình thường là 3,99 Mỹ Kim. Ứng dụng mua sắm Gas Bobby cũng thông báo giá xăng trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,98 Mỹ Kim từ hôm qua. Tại Philadelphia và các vùng ngoại ô Pennsylvania, giá xăng có giảm nhưng vẫn chưa dưới 4 Mỹ Kim. Mức giá hiện nay tại Philadelphia và Pennsylvania đó là 4,36 Mỹ Kim, giảm 9 xu từ tuần trước. Và mức trung bình trên toàn tiểu bang Pennsylvania đó là 4,32 Mỹ Kim, giảm 12 cent từ tuần trước. Tại South Jersey, giá xăng trung bình là 4,17 Mỹ Kim, giảm 11 xu từ tuần trước. Giá xăng trung bình của toàn tiểu bang New Jersey là 4,22 Mỹ Kim, giảm 13 cent. Còn tại Delaware, giá trung bình 1 gallon xăng đó là 3,86 Mỹ Kim, giảm 15 xu trong tuần trước. Kể từ tháng 3 thì giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ dưới 4 Mỹ Kim 1 gallon, giá cao nhất là 5,02 Mỹ Kim 1 gallon. Giá xăng, giá vé máy bay và quần áo giảm khiến dân chúng bớt lo lắng, mặc dù lạm phát vẫn ở mức gần mức cao nhất trong 4 năm qua, thưa quý vị. Tiếp theo, tin về thiếu niên 16 tuổi bị tình nghi liên quan đến án mạng tại South Philadelphia. Nhà cảnh sát Philadelphia nhận được điện thoại cấp cứu thông báo về một vụ đâm chém xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng nay tại khu phố 2300 ở phía nam đường số 20. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một phụ nữ 64 tuổi nằm bất động ở hành lang tầng 2 bên ngoài một phòng ngủ. Gần đó có con dao cắt bánh mì còn dính vết máu. Chánh thanh tra Scott Moore nói rằng nạn nhân tử vong vì bị đâm nhiều lần vào cổ. Các nhà điều tra đã thẩm vấn những người cùng sống chung trong căn nhà, bao gồm một thiếu niên 16 tuổi bị thương, có vết cắt trên tay. Và cậu ta được đưa vào bệnh viện Jefferson Methodist điều trị và là người bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Không rõ thiếu niên này và người chết có mối quan hệ như thế nào, và cũng không biết vì sao lại xảy ra vụ giết người. Nhà chức trách đang chờ lệnh khám xét căn nhà. Họ hy vọng camera giám sát xung quanh có thể sẽ ghi lại những hình ảnh giúp ích cho công việc điều tra của họ. Bản tin tiếp theo, nghi can bị cáo buộc thực hiện hai vụ tấn công riêng biệt tại Philadelphia. Văn phòng công tố viên quận Philadelphia cáo buộc Terry Blake, 30 tuổi, nghi can vừa bị bắt trong tuần này vì tình nghi có liên quan đến hai vụ tấn công tình dục mới xảy ra gần đây. Nghi can bị cáo buộc đã có hành động khiếm nhã với một phụ nữ mà không được sự đồng ý của cô tại siêu thị Wawa nằm trên đường số 33 và đường Market vào ngày 30 tháng 7. Nghi can cũng bị cáo buộc đã có hành vi quấy nhiễu một phụ nữ khác bên trong nhà ga ở Sceptre ở đường 19 và đường Market. Một cô gái 20 tuổi khai với cảnh sát, cô bị người đàn ông không rõ danh tánh hành hung và tấn công tình dục trong lúc cô rời nhà ga. Nhà chức trách cũng đang điều tra một trường hợp tương tự xảy ra tại khu nhà số 1401 đường John Kennedy ở West Plaza. Hình ảnh của nghi can Tory Blake mặc chiếc áo nỉ có mũ in chữ NASA xuất hiện trong một video giám sát. Tháng trước, một nghi can mặc chiếc áo tương tự có in hàng chữ NASA bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái tại trạm Sceptre.
kẻ này đã bị bắt giam. Và một nghi can ở Philadelphia bị cáo buộc giết người vào năm 2005. Nhà cảnh sát quận Kitsap thông báo Brian Anderson Walker, 39 tuổi, một trong số ba nghi can có liên quan đến vụ án giết người vào năm 2005, vừa bị bắt tại Philadelphia vào ngày 8 tháng 8. Hai nghi can khác cũng bị bắt giữ tại Sarasota, Florida và Riverside, California. Vụ bắt giữ do nhà cảnh sát quận Kitsap, lực lượng tuần tra duyên hải Hoa Kỳ, cơ quan kiểm tra bưu điện Hoa Kỳ, nhà cảnh sát Philadelphia và lực lượng cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ thực hiện. Vụ án xảy ra tại tiểu bang Washington cách đây 17 năm. Nhà chức trách cho biết ba nghi can nói trên can dự đến vụ sát hại dã man cô Shanna Lynn Reed, 33 tuổi, vào tháng 8 năm 2005. Shanna Reed bị đập vào đầu bằng dùi cui kim loại trong căn nhà của cô ở Seattle. Sau đó cô được đưa đến một cabin hẻo lánh ở Port Orchard, Washington, thuộc quyền sở hữu của gia đình một trong số những nghi can nói trên. Khi cô qua đời vì vết thương quá nặng, các nghi can đã bỏ thi hài của cô vào một thùng nhựa, trong khi hai trong số những nghi can này thường xuyên quay lại đổ hóa chất lên thi hài của nạn nhân để nhanh chóng bị phân hủy. Vào tháng Giêng năm 2006, bọn tội phạm vứt xác của cô Shanna Reed tại Puget Sound. Các quan chức thuộc cơ quan thủy sinh và động vật hoang dã Washington đã tìm thấy thùng nhựa, trong đó có thi hài đã phân hủy nghiêm trọng của cô Shanna Reed. Nạn nhân được nhận dạng bằng cách phân tích dấu vân tay. Và hơn 10 năm qua, các thám tử vẫn tiếp tục điều tra về cái chết bi thảm của cô Shanna, tìm ra những manh mối giúp họ khẳng định cô bị bốn nghi can sát hại. Nghi can thứ tư đã chết sau khi xảy ra cái chết của nạn nhân. Các nhà điều tra cho biết ba nghi can nói trên vẫn bị giam giữ tại tiểu bang của họ, trong khi chờ thủ tục dẫn độ về tiểu bang Washington để ra tòa. Mỗi người phải đóng tiền bảo lãnh là 10 triệu Mỹ kim nếu muốn tại ngoại hầu tra. Và tin về Đại học Temple để sinh viên tự chọn đeo hay không đeo khẩu trang. Năm học mới sắp bắt đầu trong lúc vẫn có hàng trăm trường hợp lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 xảy ra hàng ngày tại Philadelphia. Tuy nhiên, hầu như các trường đại học địa phương không yêu cầu sinh viên phải đeo khẩu trang, trong khi Đại học Temple để họ tự chọn. Quyết định đeo khẩu trang đang có nhiều ý kiến bất đồng. Ban quản trị Đại học Temple nói rằng họ chỉ thực hiện những điều thành phố đang làm. Nếu chính quyền thay đổi, trường đại học sẽ đánh giá lại đề nghị đeo khẩu trang. Ông Mark Dennis, giám đốc cao cấp phụ trách dịch vụ y tế tại Đại học Temple cho biết rằng đa số sinh viên vui mừng tích cực hưởng ứng việc tùy chọn đeo khẩu trang. Và quyết định này do Ủy ban Cố vấn Sức khỏe của trường Đại học Temple, các nhà lãnh đạo, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các bác sĩ đưa ra. Vaccine cũng sẽ được yêu cầu tiêm chủng vào mùa thu năm nay và vẫn phải đeo khẩu trang ở bên trong các cơ quan y tế. Ông Mark Dennis cũng cho biết rằng năm ngoái thì tỷ lệ tiêm chủng tại Đại học Temple vượt quá 97%. Tuy nhiên, Hiệp hội các trường đại học chuyên nghiệp Temple không hài lòng về việc đeo khẩu trang, cho dẫu chỉ là tùy chọn. Ông Jeffrey Doshner, chủ tịch của Hiệp hội, không nghĩ rằng COVID đang ở mức lây nhiễm tệ hại. Mọi người đều mong muốn đại dịch chấm dứt, nhưng căn bệnh đáng sợ này vẫn chưa kết thúc. Được biết, việc đeo khẩu trang cũng trở thành cuộc tranh luận sôi nổi tại các trường trung học ở Philadelphia. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị những tin liên quan đến địa phương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an vui và hạnh phúc. Thân ái kính chào.